Dạ anh nay mang về rồi, không biết ai góp ý anh mang về rồi. Cái giò hổng Đức đó. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cái dàn tưới tự động, tưới là tưới mấy cái gốc sari ấy. Nhìn nó phun nước lên nhìn đẹp. Có mấy con chim, trồng có mấy con chim kìa. Nó mê ly lường, nó tắm mát mẻ, nó đứng tắm kìa, vũ long. Nó quá. Nó chạy lên nè. Đi còn hai con cũng tầm bự lắm. Dính quạt không thấy nữa. Con cũng tổng nhỏ đâu. Nắm bẩn rồi nó còn quăng không có rồi. Đâu? Quăng bẩn á. Hả? Người quăng bẩn nó không vô nó ở nè. Chạy qua chạy lại nè. Ban ngày này nó đi ăn đó chứ. Rồi. Nó đụng ra đâu, người đồng á. Nó nẻ chà mẹ luôn. Đụng ra còn không? $4.9 kg, cái xô này kìa. Hồi mười mấy ký á. Xô này mười mấy. Dạ. 13, chú nó 13 kg. Vậy xô đó được gần 100.000 hả? À 60.000. Ngày nào cũng hái vậy hả chú? Ngày nào cũng hái vậy hả? Ngày được chục xô không? Biến hay nó nghỉ à. Mệt nghỉ. Mình hái sớm. Mình không hái nó chín rụng à. Rụng, số rụng cái nóng. Nó rụng hư bỏ cái cành đó. Mình ăn xanh mà. Dạ. Ngày 10 xô thì được 600.000. 600.000 phân thuốc ra còn được dư cũng được 400-500.000. Dạ. Vô giờ anh đi cặp đây. Thì không kiếm có thôi. Lụng như đầu con mì nữa nè. Ý cái con hổ dọn bự ở đây. Lại giảng này hoài mình đi mấy lần bắt không được chúng ta. Chú làm ruộng đây chú phát hiện nó hoài luôn á. Dạ ông hả? Ôi mình đốt nè. Mạnh á, đây nè anh. Hả? Mười biệt. Nó mới vừa đáp vô đây nè. Trong đó đó. Giá lên lạnh á. Sao cậu đó? Không phải, ảnh đi mà mẻ ruộng, còn mười biệt mới xài vô đây nè. Mười biệt bự. Ủa phải giao sáp con không anh Giang? Nước đó. Nước hay sáp? Nè coi thử coi. Nước. Cứ lăn sọc giữa nước đó. Thấy không? Không thấy. Bắt ếch hả? Ai kia có dấu kìa. Thấy cô kìa. Dân. Đổ đầy luôn á. Hang này giống giống này biết đâu ngồi kia đâu. Giống uống lưỡng luôn đó anh Giang. Con bóng người đẹp lắm. Gần 2,5 kg. Giờ anh hang sáp. Chưa biết hả? Chưa biết. Mới đầu còn được cái ống vàng. Đâu? Lắc này nè. Giấu rồi lắc gì lắm hả? Bỏ luôn. Nước đó luôn chứ. Đi nước luôn. Nước luôn hả? Ừ. Vậy là này mặt khác hay không nè? Nếu con hành anh em cái miệng chai nãy nó dùi ra được không? Rút ra rồi. Có hàng trổ trên nữa đó, đi cặp lên lên á. Ừ. Nó hàng trên, nó hàng dưới. Thật chưa thấy ông tỉnh đâu rồi. Nước nước rồi vậy. Đây là cái thông báo cho mấy con đường chứ. Không xin mẹ kinh mẹ nước. Mẹ tao có dấu không? Hả? Hàng nước. Ừ. Dấu dấu trên không à? Ừ. Coi dài dài trên đó lỗ trên đó kìa. Tiếp nó trên. Rất đẹp không? Đẹp không? Hả? Bụng binh hết thân, nó dọn, không thấy gì vậy? Nó còn đẹp dữ vậy nè. Đi ra tới xuống nè. Dần. Cái này hả? không đi bên trên. Giờ mà cái giỏng trên thấy không? Đó, chọn cây thế, cây này. Lấy chạy sạch mỗi bàn. Nghe thấy gì còn nè nha. Ừ nghe cây này không biết bận nhỏ nè, không cả cho em nổi giá mình nó còn đó. Phẩm đó. Phẩm chưa? Ê, chết mẹ nhỏ rồi. Đứt chưa? Đứt rồi anh Hoàng ơi. Hết vàng. Chết nhỏ rồi. Có điều đại hạt đi. Tiền nó đâu? Nó nằm nè, kiếm thêm chỗ cho nó trên cá bắt. Đau lắm á. Nó còn siêu quạo đó. Hả? Đau nó siêu quạo lên đó. Ra đó nha. Ra. Hết vàng rồi. Đó. Giữ anh Hoàng ơi. Lấy cây dài dài chú con ơi. Cây được rồi. Những cái quả này hả? Anh Hoàng mấy đây, anh Hoàng mới thấy nó, anh Hoàng. Thấy đâu, nằm đó. Thấy không? Sao nó chảy nước miếng lum vậy? Đâu có nước em nhiễu á, nước nón nhiễu xuống á. Ra đây chăng à? Ủa rồi, xuống nước luôn. Xuống hàng nước hả? Xuống nước hàng nào? Trời ơi, nãy không chặn cái hàng nước rồi. Đâu có. Không lên nè. Nè, nó giá móc lên gì đâu. Ra đây. Kênh lên chặn nó ngay hàng nước rồi. Cái chừng này có nước này, không có đường nước. Mình điện rồi. Nãy em mới làm ống rồi. Coi ra đi đón cô đó. Hàng nước kia kìa. Cái loài này nó xuống nước nó lặn lâu lắm. Ủa, thì Olympic môn lặn lâu là đó là 9 tháng rồi đó. 4-50 phút. Để gì nè. Làm gì nó phình hơi lên nhiều, nó lấy hơi nhiều. Hả? Nó làm hơi lâu bà cố. Con hành con ngựa là họ dọn nhà đậu qua nổi nó. Sao? Đây coi. Quăng vừa phải. Còn cái lưới cần cái lưới nãy giờ buổi trời đây coi. Thế trừ trừ rồi bắt không được. Đi cái này lạnh. Thấy con khác hay gì ta? Thấy cái màu nó khác khác. Nó đâu. Trời ơi, mình đã xuống rất này. Đúng rồi. Đứt nhỏ không Hoàng ơi? Đứt đầu. Đứt giữa rồi, ở cục xanh. Nhìn này đang không đau Hoàng ơi. Lúc à. Con này đứt cũng uổng. Ăn uống gì? Lúc à. Mập mập chứ nhỏ xíu mà. Thế có này hầm xả lên ba thằng cũng nhiều các bạn. Cái này khó tiêu. Hầm xả rồi sao chia. Tiêu ăn cơm. Loại này loại hậu sáp, loại có độc, sáp vàng. Nó nhỏ nha con. Mày làm lại nó lớn, mày làm lại. Chửi mày đó, chửi mày sắn xém đứt rắn á. Ngâm rượu không được á. Hết đầu nó dí rồi. 700 gram mà 718. Trừ bao rồi, còn được 718. Trời ơi. Ngày mai mấy anh em mình đi Bến Tre thì có hai người ở bên đó điện là hai địa điểm nhưng mà cũng gần nhau cho nên anh em mình gom lại đi chung luôn qua bên Phú Túc, An Hiệp á. Phú Túc của huyện Châu Thành có một người anh ở trên đó phát hiện một con rắn lúc dưới cây với một đứa em phát hiện lúc ban đêm. Em đó nói là con rắn khoảng trên 2 kg, đồng thời đứa em đó có lấy lưới bao lại rồi mình lên đó chỉ việc đào hang bắt ra thôi. Đứa em nó phát hiện con rắn nó chui vô trực tiếp vô hang luôn. Dạ. Có mồi không? Thôi, có con hổ không? Lớn nhỏ. 8 lạng. Thùng lại kho luôn không? Luôn. Đây bắt được con 700 gram mà. Con này được 8 lạng. Mập lắm. 9 lạng. 9 lạng à? Ừ. Kìa, 9 lạng luôn. 9 lạng. Đi về ngang đâu ngày về trước anh về phụ miễu rồi phá miễu hả? Tạm biệt cả nhà, gặp lại. Tạm biệt cả nhà. Ủa cái ao dưới Hoàng hổm cúng hả vậy? Ao đó cúng ngày nào em không nhớ. Thường như ao mẻo qua đó tên ra mà mẻo tên em trong đó ta chưa mà hình như chưa phải trong Tết, cái là Tết chứ, ngày trong Tết đó, trong Tết á.